À, chúng ta hôm nay sẽ chữa cái đề là trong bộ 10 đề 8 điểm, đề số 02. À, các bạn comment đáp án xuống phía dưới nhá. Ok ạ. Nào, câu số 1, ở điều kiện thường thì kim loại nào sau đây không tác dụng với nước? Lưu ý nhá, không tác dụng với nước ạ. Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây không tác dụng với nước? Thì mình có này, canxi là chắc chắn tác dụng với nước rồi. Đúng không? Kali chắc chắn tác dụng với nước rồi. Natri chắc chắn cũng tác dụng với nước rồi. Vậy anh kim loại duy nhất mà không tác dụng với nước ở điều kiện thường ở đây chỉ có thể là beryl mà thôi nhá. Đấy, thì bởi anh beryl là anh duy nhất, là anh kim loại duy nhất ở nhóm 2A là không tác dụng với nước ở điều kiện thường. Đấy, các bạn nhớ nhá, phải nhớ kỹ đấy, không là toang. Rồi, trong phân tử chất nào sau đây có chứa nhóm carboxin? Thì nhóm carboxin đây thì có gợi ý sang bên cạnh là nhóm COH. Chứ nếu mà chỉ để một cái từ là từ carboxin ấy thì chắc chắn là các em sẽ bị sai rất rất nhiều. Nhưng mà có nhóm COH thì chắc đứa nào cũng biết nhỉ. Vậy câu số 2 đáp án gì ạ? Câu số 2 đáp án gì ạ? Các bạn thấy không? Cái đề mà thầy soạn cho các bạn có chất không ạ? À, nếu mà các bạn mà thấy cái đề chất ấy, thì không tiếc gì một xe đúng không? Đấy, và tác giúp thầy tất cả các bạn của các em vào đây nhá, vào trong buổi học này. À, trong phân tử chất nào sau đây có chứa nhóm carboxin? Thì chứa nhóm carboxin thì axit amino acetic này, chính này, CH2 này, COOH này, NH2, đúng không? Đấy, anh này còn được gọi là gì? Anh này còn được gọi là glycine, đúng không ạ? Glycine nhá. Thế còn metinamin này anh nào? Metinamin là CH3 NH2, không có nhá. Phenylamin là C6H5 NH2, thoảm không, không có nhá. Etinamin là C2H5 NH2 cũng không có nhé. Vậy chỉ có đáp án đúng là đáp án A thôi. Anh này còn được gọi là glycine. Đấy, nhớ nhá. X là kim loại có tính dẻo cao. X là kim loại có tính dẻo cao, có thể giáp thành lá mỏng đến mức ánh sáng có thể xuyên qua. Vậy X là anh kim loại nào? Thế thì để mà nhớ được anh X là anh kim loại nào ấy thì các em chỉ cần tư duy một cách đơn giản thôi. Nó cực kỳ đơn giản, đó là bọn em tư duy thế này cho thầy là thường mọi người hay thường nói là gì ạ? Sơn son, đúng không? Thiếp vàng. Vậy thì chắc chắn là vàng, bởi người ta thường chủ yếu là người ta gì ạ? Dát vàng, đúng không? Dát vàng là những cái thứ gì quý giá, dát vàng lên ô tô, dát vàng lên điện thoại, bla bla, dát vàng rất nhiều thứ. Được chưa? Câu số 4 cũng là một câu cực kỳ dễ, thầy nghĩ rằng là cả lớp mình đều làm được câu số 4 thôi, đúng không? Câu số 4 là số xóa của sắt trong hợp chất FeNO3 3 lần thì số xóa của nó là số xóa dương 3. Đáp án đúng là đáp án B nha, cái này thì đơn giản. Câu số 5 ạ. Câu số 5 đáp án gì ạ? Câu số 5, để hạ nhiệt độ nóng chảy của Al2O3 trong quá trình sản xuất nhôm thì người ta sử dụng một cái chất X nóng chảy. Thì công thức của X là, thì cái X này của chúng ta nó tên là cryolit. Cryolit, đúng không ạ? Na3 AlF6 thì đây chính là 3NaF và AlF3C nhé. Hay còn được biết là Na3 AlF6, được chưa? Cryolit, tên của nó là cryolit. À, cái tác dụng của anh cryolit thì tiện thể ở đây thì nhắc lại cho các em để các em nhớ này. Tác dụng của anh cryolit là thứ nhất là tăng độ dẫn điện của nhôm oxit nóng chảy. Thứ hai là tạo xỉ. Được chưa? Đấy, thì hai cái tác dụng đây là hai tác dụng lớn nhất của cryolit, xúc tác nữa, đúng không? Đấy, câu số 6 ạ. Câu số 6 ạ. Hydro hóa aldehyde X thu được ancol ethylic. Ancol ethylic là C2H5OH, đúng không ạ? Hydro hóa aldehyde. Thế thì HCO nhá mà cộng với H2 ấy thì mình sẽ thu được là CH3OH. CH3CHO mà cộng với lại H2 ấy thì mình thu được là gì? C2H5OH. Được chưa? Vậy đáp án đúng ở A của chúng ta nó là đáp án B bỏ. Ok không? Ok chưa? Câu số 7 ạ. Phương trình hóa học nào sau đây? Ui câu này mới hay này, câu này các bạn hay bị nhầm rồi. Các bạn chọn câu số 7 này đáp án gì ạ? Bạn nào biết chọn đáp án câu số 7 đáp án gì? Phương trình hóa học nào sau đây hay dùng để giải thích hiện tượng tạo thạch nhũ trong hang đá vôi cặn trong ấm nước? Phương trình hóa học nào? Trời ơi, câu này hơi bị khoai đấy ạ. Không nhiều bạn làm được câu này đâu ạ. Thế bây giờ thầy gợi ý nhá. Các bạn cùng comment đáp án xuống phía dưới xem nào. À, thạch nhũ. Bây giờ thầy chỉ hỏi đơn giản thôi. Thạch nhũ là rắn hay lỏng? Thạch nhũ là rắn hơi.
Rắn hay lọc, thành ngữ rắn hay lọc. À đây đây đây, từ từ bình tĩnh. Có bạn hỏi là cộng thêm chất D nữa thì bây giờ thầy có nhá, tiện thể thì ghi luôn cộng hydro của chất C thì sẽ tạo thành là C3H7OH, còn cộng hydro của chất D thì nó sẽ cộng 2 hydro cũng để tạo thành C3H7OH nha. Được chưa? Câu số 7 ạ. Câu số 7 ạ. Với cái lời gợi ý đấy của thầy thì nó phải là từ cái lỏng mà tạo thành cái rắn. Đúng không? Anh này là rắn, anh này là rắn, anh này là rắn, anh này rắn, ô rắn hết. Nhưng mà từ lỏng CaO là rắn. Đây không phải từ lỏng tạo thành rắn. Đúng không ạ? Thế là còn lại là lỏng tạo thành rắn. Thế thì chuẩn nó là gì ạ? Chuẩn nó là gì? Canxi hydrocarbonate, đúng không? Đấy, thì ở bên trong cái môi trường thì nó sẽ bị tạo thành là gì? CaCO3, CO2 và H2O. Đấy các bạn nhớ nhá, đây là phương trình hình thành thạch nhũ trong các hang đá vôi. Đấy chưa? Nhớ đấy, phần này rất hay thì. Câu số 8 ạ. Kim loại nào sau đây có trong hỗn hợp tecmit? Wow. Tecmit này cũng là một trong số những phần mà chúng ta rất hay quên và hay sai. Không có nhiều bạn nhớ được về tecmit. Đúng không ạ? Thế bây giờ nhá, chúng ta nhắc lại tecmit là gì? Tecmit là một cái hỗn hợp chuyên được sử dụng để hàn đường ray. Nó là cái hỗn hợp gồm anh nhôm và anh oxit sắt là Fe2O3. Được chưa? Khi anh này mà cho vào nhiệt độ cao thì ngay lập tức nó sẽ tạo thành Al2O3 cộng sắt. Được chưa? Vậy này, chúng ta đừng bị nhầm nhá. Kim loại nào sau đây có trong hỗn hợp thì Fe2O3 là oxit, không phải là kim loại. Chỉ có nhôm là kim loại thôi. Vì vậy nên kim loại có trong hỗn hợp tecmit thì nó là gì? Sắt. Được chưa? Kim loại mà có trong hỗn hợp tecmit thì nó được gọi là sắt. Được chưa? Hỗn hợp nhôm và oxit sắt kèm nhá, chứ không phải là hỗn hợp nhôm và sắt. Nhiều bạn quen miệng là dẫn đến bị sai đấy. Nhớ chưa? Tiếp tục nhá. Nào, câu số 9 ạ. Câu số 9, kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy ạ? Điện phân nóng chảy các em nhá, rất quan trọng ạ. Kim loại nào được điều chế bằng pháp điện phân nóng chảy muối clorua? Vậy thì ở đây bây giờ chúng ta phải nhắc lại về cái kiến thức lý thuyết. Đó là những kim loại nào thì được điều chế bằng pháp điện phân nóng chảy? Đúng không? Các bạn nhớ không? Những kim loại nào được điều chế bằng pháp điện phân nóng chảy? Những kim loại nào ạ? Những kim loại mà nó phải yêu cầu là đứng trước nhôm trong dãy điện hóa. Đúng không? Thì được điều chế bằng pháp điện phân nóng chảy. Vậy nó là anh nào? Không thể là bạc, không thể là nhôm, không thể là sắt, mà nó chỉ có thể là anh magie mà thôi. Thực ra nếu nói chuẩn ra, bạc, nhôm, sắt cũng có thể điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy, nhưng có một điều là nó tốn rất nhiều năng lượng, đúng chưa? Và nó rất là nguy hiểm, chính vì vậy nên không sử dụng để điện phân nóng chảy để điều chế ba anh kim loại này, mà chủ yếu là điều chế các anh kim loại đứng trước thằng nhôm thôi. Nên các bạn nhớ nhá, lấy kể cả nhôm. Đúng rồi, chính xác. Ok, tuyên dương tất cả các bạn đã comment đáp án câu số 9 là đáp án D. Giờ chúng ta sang tiếp câu tiếp theo ạ. Là câu số 10 ạ. Chúng ta sang tiếp câu tiếp theo, câu số 10 ạ. Câu số 10 đáp án gì ạ? Câu số 10 ạ. Ở điều kiện thích hợp sắt 3 clorua. Ở điều kiện thích hợp sắt 3 clorua được tạo thành khi cho kim loại sắt. Được tạo thành khi cho kim loại sắt tác dụng với lượng dư chất nào sau đây? Đây chúng ta phải lưu ý cho thầy là sắt 3 clorua các em nhá. Nào, sắt 3 clorua được tạo thành khi cho kim loại sắt tác dụng với lượng dư chất nào sau đây? Tức là sự cắt sắt tác dụng HNO3 mà dư thì nó sẽ tạo thành là FeNO3 3 lần, chứ không phải là sắt 3 clorua, nên loại đáp án A. Thực ra nó lên sắt 3 là đúng, nhưng ở đây đề bài yêu cầu là sắt 3 clorua là FeCl3 cơ ạ, chứ phải FeNO3 3 lần. FeNO3 3 lần đây là sắt 3 nitrat, không phải sắt 3 clorua nên sai. Vậy ở đây là gì ạ? Xem nào, đến clo, Fe tác dụng với clo thì tạo thành gì? Thì tạo thành FeCl3, đúng sắt 3 clorua cho các em. Mà đây là tác dụng lượng dư clo, vậy thì chuẩn luôn nó là sắt 3 clorua đây rồi. Vậy đáp án đúng là đáp án B. Thế còn lại tác dụng HCl thì tạo thành sắt 2 clorua, FeCl2. Tác dụng với AgNO3 thì nó tạo thành hỗn hợp. Đúng chưa? Là nó tạo thành hỗn hợp là có, nếu mà AgNO3 dư thì cũng tạo thành FeNO3 3 lần chứ không phải là sắt 3 clorua. Ok chưa? Đấy các bạn hiểu chưa? Chúng ta phải hiểu bản chất nhá, thì chúng ta khi chúng ta làm hóa nó mới dễ dàng và nó mới dễ chui đầu các em. Nên kể cả các bạn mà nát hóa hay bị mất gốc về hóa
thì cũng cố gắng nghe để thầy nói cho để chúng ta nhớ, bởi vì như vậy thì nó tốt hơn là cái việc mà chúng ta khoanh lụi với lại khoanh liều. Em hiểu ý thầy không? Với câu số 11 này, cái kim loại kiềm được dùng làm tế bào quang điện ấy, thì chúng ta phải lưu ý một tí rằng là nó liên quan đến kiến thức vật lý, đúng không ạ? Kiến thức vật lý thì cái lớp E lớp ngoài cùng nó phải liên kết yếu hơn so với hạt nhân thì nó mới là làm tế bào quang điện. Thế thì trong số tất cả mọi anh ấy, thì cái anh mà có electron lớp ngoài cùng mà liên kết yếu hơn so với hạt nhân thì đó là anh mà ở chu kỳ cao nhất của bọn kim loại kiềm, đó là anh Cc, đúng không? Cc các em nhớ nhá, nhớ thật kỹ nhá, Cc. Câu số 12. Cellulose C6H10O5 là thành phần chính để tạo nên lớp màng thực vật, bộ khung cây cối. Mỗi gốc C10H C6H10O5 trong phân tử cellulose có bao nhiêu nhóm OH tự do? Thế thì cái này nó liên quan đến kiến thức học thuộc, nhưng mà cái này nó cũng liên quan đến một vài cái phản ứng hóa học cần nhớ, ví dụ như là cái phản ứng mà cellulose tác dụng với lại axit nitric để tạo thành cellulose trinitrat. Các bạn có nhớ cellulose trinitrat là gì không ạ? Các bạn có để comment xuống dưới được không? Cellulose trinitrat là gì? Nó cũng là phần kiến thức lý thuyết cần nhớ đấy ạ. Xem là nó là gì ạ? Trong cái cấu trúc của anh cellulose ấy, trong cái cấu trúc của cellulose thì nó có 3 nhóm OH tự do. Được chưa? Nó có 3 nhóm OH tự do, vậy nó sẽ là gì? C6 này bỏ 3 nhóm OH tự do ra thì nó còn là gì? H10 trừ đi 3 thì còn H7, O5 trừ đi 3 còn O2. Được chưa? C6 H7 O2 OH 3 lần tất cả N lần. Được chưa? Vậy suy ra trong phân tử glucose thì có bao nhiêu nhóm OH tự do đây ạ? Ok. Bao nhiêu ạ? 3 nhá. Chính xác. Không nhé, em lưu ý, không là chất điện ly. Thế thì để biết thế nào nó không phải là chất điện ly thì mình phải quan tâm đến thế nào là chất điện ly. Cái phần kiến thức này là phần kiến thức năm lớp 11 nhỉ. Những chất nào là chất điện ly ạ? Những chất điện ly là axit này, bazơ này và muối và nước. Đúng không? Vậy chất không điện ly, mình nhìn nhá. FeCl3 là chất điện ly mạnh. NaOH là chất điện ly mạnh. H2S4 là chất điện ly mạnh. Vậy chất không điện ly ở đây của chúng ta chỉ có thể là anh C12H22O11 thôi, hay còn có tên gọi là saccharose. Những chất nào không thuộc chất điện ly mạnh, không thuộc chất điện ly yếu thì nó là chất không điện ly nhá. Không thuộc axit, không thuộc bazơ, không thuộc muối và không thuộc nước. Nhớ chưa? Các bạn phải nhớ thật kỹ chỗ này nhá. Câu số 14 ạ. Câu số 14 này là một câu về polymer. Và câu polymer này thì là các bạn rất là sợ. Và cái câu hỏi về polymer như này là một câu hỏi rất là lạ, các bạn chưa bao giờ nhìn thấy. Đấy, nên các bạn cùng thử comment đáp án xem nào. Ở đây câu số 14 để bài cho chúng ta là một đoạn mạch của polymer Y có cấu tạo như sau. Tên của polymer Y là gì? Nhìn này hoang mang phết các em ạ. Thầy cũng còn gợi ý nhá. Thầy gợi ý này, với câu 14 này chúng ta nhìn thấy chúng nó sẽ có những cái đoạn mạch giống nhau lặp lại, nhưng mà mình làm câu 14 này hay hơn này. Bây giờ thầy sẽ viết cho chúng ta về polyvinyl clorua nhé, để cho chúng ta nhớ tiện thể mình học ở đây mình nhớ luôn. Polyvinyl clorua đây, CH2 CHCl N lần, được chưa? Polymethyl met acrylat hay còn được gọi là thủy tinh hữu cơ đây thì nó sẽ là CH2 này, C này, CH3 này, COOCH3 này. Các em thấy không? Khác chưa? Đây là một mắt xích này, đây là một mắt xích của nó, đều khác bọn này, nên không thể là A, không thể là C. Được chưa? Tiếp tục này, polyacrylon nitrin này, CH2 này, CH này, CN này. Nó có CN và trong đoạn mạch này không có CN. Được chưa? Vậy mình chỉ còn là gì thôi? Polyethylene, các em nhìn thấy không? Polyethylene này. Đúng chưa? Đây là một mắt xích, thì đây một mắt xích này, đây một mắt xích này, đây một mắt xích này. Chuẩn chưa? Vậy câu 14 này rất lừa nhé. Tên của polymer Y này của chúng ta phải chọn được đáp án đúng nhất của chúng ta. Câu 14 nó phải là đáp án gì? D ạ. Thấy không? Dã man chưa? Đây là một câu về polymer rất lạ, nên các bạn phải chú ý, và nó rất dễ có trong đề thi năm nay nhá. Phải thật sự để ý vào những câu này à. Ok chưa? Tiếp tục ạ. Xem là có ích là axit béo và có nhiều trong dầu ô liu, dầu maca. Chỗ này phần kiến thức học thuộc. Và khi nhắc đến axit béo thì không phải ai cũng nhớ về nó, đúng không ạ?
Thế thì đầu tiên mình có tiện thể để nhắc lại kiến thức lý thuyết cho chúng ta nhớ luôn. C3H5OH3 lần này là glycerol này. Glycerol này. Đúng không? CH3COH này là axit acetic này. Axit acetic này. C15H31COH này là tên là gì các em nhỉ? C15H31COH tên là gì các em còn nhớ không? Xem nào. Anh C15H31COH tên là gì? Các bạn còn nhớ không? Cái này là cả 2K5. Cái này là cả C15H31 tên là gì? Acid palmitic các em ạ. Palmitic. Được chưa? Thế còn C17H33 thì tên của nó là acid oleic. Được chưa? Vậy chuẩn đáp án đúng của chúng ta nhá. Chuẩn đáp án đúng của chúng ta, câu 15 nó là đáp án C. Thấy chưa? Dễ không? Bạn nào mà không làm được câu này thì thôi về nhà lấy chồng nhá. Đáp án gì ạ? Trong dung dịch ion nào sau đây oxy hóa được kim loại sắt? Thực ra cái phần này nó là về phần điện hóa và các em thì hơi bị yếu ở cái phần điện hóa này. Những cái câu dễ này các em rất hay chọn sai. Chính vì vậy nên khi làm những câu này chúng ta phải thật tỉnh táo nhá. Cái điều để khuyên chúng ta để làm những câu này là phải thật tỉnh táo. Ion nào sau đây oxy hóa được kim loại sắt thì để oxy hóa được kim loại sắt thì nó phải đứng sau sắt nhá. Tương đương với lại nó phải đứng sau sắt trong dãy điện hóa. Được chưa? Vậy là khi nào ba cần mua áo giáp sắt? Khi nào ba cần mua áo giáp sắt? Vậy nó là anh nào? Đồng 2 cộng B bỏ nhá. B bỏ. Câu 17. Chất nào là tripeptide? Khi nói về cái bọn tripeptide thì chúng ta cần phải lưu ý một tí. Bởi vì là tripeptide là được tạo bởi từ 3 gốc amino acid. Được chưa? Tripeptide được tạo bởi từ 3 gốc amino acid chứ không phải là có 3 liên kết peptide đâu nhá. Nên là rất nhiều bạn trong ngồi phòng thi thì các bạn chọn nhầm đáp án C này là toang này. Được chưa? Mà đáp án đúng của chúng ta nó phải là gì ạ? Đáp án D. Đây này. Được tạo bởi từ 3 gốc alpha amino acid thì mới được gọi là tripeptide nhá. Còn và tripeptide thì nó có 2 liên kết peptide. Được chưa? Đấy. Các bạn rất hay bị nhầm nên là thầy tiện thể ở đây thầy nhắc đi nhắc lại để cho chúng ta nhớ nhá. Cái việc mà chúng ta học ấy thì là chúng ta sẽ comment đáp án tại đây để chúng ta coi như chúng ta nhắc lại một lần để chúng ta thuộc lý thuyết một lần. Và nếu mà sai, được chưa? Thì một lần sai nó là một lần nhớ. Không bao giờ quên được, nó đi sâu vào não chúng ta luôn. Và tiện thể thầy cũng giải thích cho chúng ta xem là tại sao chúng ta sai. Nhá, nên là các bạn nhiệt tình comment đáp án xuống phía dưới nhá. Câu số 18. Kim loại bari tác dụng với H24 loãng dư tạo ra hydro và chất nào sau đây? Thì đầu tiên này, bari mà tác dụng với H2SO4 loãng dư thì nó sẽ tạo thành BaSO4 cộng với lại H2. H2 bay lên ạ. Vậy thì chắc chắn do đây là H24 loãng dư nên chắc chắn chất mà sinh ra nó là chất BaSO4. Dễ chưa các em? Quá dễ nhỉ. Câu 19 này. Câu 19 này mà nhiều đứa vẫn sai đấy ạ. Xem nào. Khí CO thì kết hợp với hemoglobin. À, câu 19 đáp án gì ạ? Tên gọi của CO là gì? Tên gọi CO là gì các em? Làm giảm khả năng vận chuyển oxy trong máu, gây ra tử vong ở người, động vật trong các vụ cháy. Thì thực ra là cái khí CO này ngày xưa khi mà chưa có điều hòa ấy, thì nhiều gia đình là hay là lấy cái bếp lò than ấy cho vào trong nhà để đốt, đốt để sưởi ấm. Thì chính cái khí CO này nó gây cho người già và trẻ em là hay bị chết, chết ngạt. Cái lý do của nó đây là làm giảm khả năng vận chuyển oxy của máu, gây ra tử vong ở người, động vật trong các vụ cháy. Thế thì tên gọi của CO thì chúng ta nhìn thấy nó chỉ có một anh oxy thôi, nên tên gọi của anh CO này nó sẽ là gì ạ? Carbon monoxide. Một là mono các em nhé. Được chưa? Đấy, carbon monoxide. Thế còn CO2 thì tên gọi là gì ạ? CO2 thì tên gọi là gì ạ? Các bạn còn nhớ không? Các bạn thử gọi tên cho thầy anh CO2 xem nào. CO2 tên gọi là gì ạ? Carbon gì? Hai là đi đúng không ạ? Thì tên gọi nó sẽ là carbon dioxide. Nhớ chưa? Nhớ nhá. Được chưa? Ok ạ. Thế thì để làm được câu này thì chúng ta phải nắm được cái công thức của anh Etin Format. Đúng không? Anh Etin Format nó là ete. Đúng chưa? Nó được tạo bởi từ acid formic và gốc etin. Nào, vậy là nó có mấy carbon kìa. Nó có mấy carbon đây ạ? Mấy ạ? Cái này ai biết đến? 1 cộng với 2 là 3 carbon. Vậy đáp án đúng của chúng ta ở đây nó là đáp án B bỏ. 3 carbon nhá. Dễ chưa? Câu 21. Đốt cháy hoàn toàn. Đốt cháy hoàn toàn M gam etinamin. Đấy, etinamin công thức
của etinamin là gì ạ? Mình viết được công thức của etinamin nhé. C2H7N thì cần 12,6 lít oxy. Vậy chúng ta sẽ có số mol của oxy, mình lấy 12,6 chia 22,4 bằng 0,5625 mol. 5625 mol. Thì mình thu được CO2, H2O và N2, mình cân bằng phương trình ạ. Cái này mình làm cân bằng phương trình là nhanh hơn. Nhá, các bạn cùng tính toán cho này. Các bạn cùng tính toán cho này. Đấy, nhiều bạn sai này, etinamin nó phải là CH7N hay là C2H5NH2 nhá. Vậy đây mình có này, 2 carbon thì đây là 2 carbon. 7 hydro chia cho 2 thì bằng 3,5. 1 nitơ thì là 0,5. Vậy đếm oxy nhá. 2 x 2 là 4. 4 cộng 3,5 là 7,5. 7,5 mà chia cho 2 thì bằng 3,75. Vậy theo đường chéo thì mình sẽ tìm ra được số mol của anh amin bằng 0,5625. 5625 nhân 1 chia cho 3,75 thì bằng ạ, chia cho 3,75 bằng 1. Vậy số mol của CH7N bằng 1 mol. Vậy mình tìm được khối lượng luôn. Khối lượng của C2H7N thì bằng số mol của nó nhân phân tử khối. Phân tử khối bằng 24 cộng với 7 cộng 14 thì bằng 45. Vậy kết quả của chúng ta bằng 45 gram. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A các em nhé. Đáp án đúng của chúng ta câu 21 là đáp án A. Ok chưa? Số 22 ạ. Các bạn thử comment xem đáp án câu 22 đáp án gì ạ. Phát biểu nào sau đây là đúng? Saccharose thì thủy phân trong môi trường kiềm thì tạo thành glucose. Saccharose thì thủy phân trong môi trường axit chứ không thủy phân trong môi trường kiềm. Thủy phân trong môi trường kiềm là sai luôn. Ok chưa? Đấy, nhiều đứa bị nhầm chỗ này đấy là toàn. Amylose có cấu trúc mạch phân nhánh là sai. Amylose là cấu trúc mạch không phân nhánh. Còn amylopectin nhá, các bạn nhớ nhá. Amylopectin thì mới có cấu trúc mạch phân nhánh. Nhớ chưa? Đấy. Những cái kiến thức này là những kiến thức rất quan trọng và đa số nhiều bạn bị quên, bị nhầm. Câu ý C này, nhỏ dung dịch H2O4 98% vào cellulose sẽ hóa đen. Cái điều này là điều chính xác, bởi vì thế này, trong cellulose thì có nước nên là H2O4 98% vào nó háo nước, nó hút nước ra, chỉ còn carbon và carbon nó hóa đen. Glucose bị khử là sai, nó phải là bị oxy hóa. Vậy 22 đáp án đúng là C nhá, các bạn nốt lại nhá. Câu 23 là một câu tính toán này về hiệu suất đây. Các bạn nhớ này, các bạn nhớ cái cách mà thầy dạy các bạn để các bạn làm được câu này nhá, là kg tấn tạ yến coi như gam tính toán bình thường. Và ở đây cái bài này nó cuối cùng đáp án là về kg. Mà đầu là tấn thì mình xem là 1 tấn ngô thì nó tương ứng với lại 1000 kg. Đúng chưa? 65% tinh bột, vậy mình tìm được khối lượng của tinh bột. Nó sẽ bằng là 1000 nhân với lại 0,65 bằng 650. Được chưa? Thì trong cái quá trình mà làm bọn này thì các bạn cần lưu ý cho thầy một chiêu nữa. Đó là riêng với bọn tinh bột ấy, trong cái phần lý thuyết thì mình viết công thức của nó là C6H10O5. Thế còn lại trong cái phần tính toán ấy thì các bạn chỉ cần ghi cho thầy công thức của nó là C6H10O5 thôi, không cần n lần nữa. Thu được ancol ethylic là thu được 2 lần C2H5OH. Hiệu suất của tất cả các quá trình nó là 80%. 80% thì bằng 80/100, 80/100 bằng 0,8. Được chưa? Vậy đây này, anh này khối lượng là 650, mình tìm được số mol luôn. 650 chia cho phân tử khối của C6H10O5 thì bằng 162. Được chưa? Và 162 thì suy ra mình sẽ có là 650 chia 162. 650 chia 162. Đấy, nhân 2 chia 1. Được chưa? Thuận nhân hiệu suất nhân 0,8 bằng 650 này chia 162 này nhân 2 này nhân 0,8 này bằng này bao nhiêu đây? 6,419, eo lẻ quá nhỉ. Thầy lấy phân số cho nào. Ui ôi, 520/81. Và đến đây mình tìm được khối lượng ạ. Khối lượng của thằng ancol ethylic C2H5OH bằng nhân với 46 bằng, ui vẫn lẻ, 295,3 kg ạ. Ok, 295,3 kg. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Được chưa? Ok, số 24 ạ. 24 câu này viết phương trình nhờ.
Thực ra là nhiều đứa giỏi nó bấm nó nhẩm phát là ra luôn. Bởi vì tỷ lệ của KHCO3 và ăn cao hoắt là tỷ lệ 1:1, nên số mol của KHCO3 chính bằng số mol cao hoắt, thế là xong. Thế nhưng mà ở đây vì là nhiều bạn mất gốc học ở trong lớp này của thầy, nên thầy sẽ viết phương trình này cho chúng ta hiểu. Cộng với lại cao hoắt, được chưa? Thì mình sẽ tạo thành là gì? K2CO3 cộng H2O. Và mình có số mol KHCO3 của mình ở đây là bằng 30 chia cho 100 thì bằng 0,3 mol các em nhé. Bằng 0,3 mol thì hoàn toàn mình suy được số mol của KOH cũng bằng 0,3 mol. Được chưa? Vậy hoàn toàn tới đây mình tìm được V bằng CM bằng N trên V. Vậy V bằng N chia CM, 0,3 chia 1 bằng 0,3 lít. Và hoàn toàn tới đây mình sẽ tìm được nó sẽ chính bằng là 300ml. 300ml thì đáp án là đáp án D, đúng không? Câu 24. Thực ra mình nhẩm ra được đáp án D nhé, nhưng mà thầy viết phương trình ra cho chắc hơn để các bạn nhìn được phương trình, các bạn có cái tư duy tổng quát hơn. Ok không? Câu 25. Ở đấy, nếu mà các em mà thấy là cái sự nhiệt tình của thầy là quá mức nhiệt tình với các em thì không quên là thả một chấm, thả một tim cho thầy rồi chia sẻ lại buổi học này lại về tường nhá. Xong giới thiệu tới các bạn và các em của các em học thầy nhá. Nhớ chưa? Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em. Câu số 25. Chất nào sau đây tác dụng với HCl sinh ra muối FeCl3? Tác dụng với HCl nhé. Yêu cầu ở đây là tác dụng với HCl mà lại sinh ra được FeCl3. Đấy, cái điều kiện rất là nó rất là kinh điển. Được không ạ? Vậy ở đây này, FeCO3 mà cộng với lại HCl thì nó tạo thành là FeCl2 cơ. Toàn nhá. FeCl2 thì không tác dụng với HCl. FeO mà tác dụng với HCl thì tạo thành FeCl2 cơ. Cũng bỏ nốt. Vậy Fe2O3 cộng với HCl thì nó tạo thành là FeCl3. Vậy đáp án đúng là đáp án gì? Ok chưa? 25. Đáp án đúng là đáp án D nhá. Ok, tiếp tục sang câu 26. Chất X có công thức phân tử là C4H8O2, thủy phân X trong dung dịch ná hoắt dư. Đây, C4 này, H8 này, O2 này, thủy phân trong NaOH dư này, thu được natri format HCOONa và ancol Y. Thế thì để thủy phân thu được HCONa thì chắc chắn nó phải có dạng là gì ạ? Nó phải có dạng là gì? HCOOC3H7 rồi. Vậy chắc chắn ancol mình thu được nó sẽ là C3H7OH. Dễ không em? Đấy chưa? Dễ không? Vậy đáp án đúng của chúng ta nó sẽ là gì ạ? C3H7OH. Đáp án đúng là đáp án A. À, ok nhá. Tính 21 thì như bị nhầm thật. Thầy bấm máy tính bị nhầm, 21 bị nhầm đấy ạ. 0,5625 chia cho 3,75 thì nó phải bằng là 0,15. Ồ, thế sao vừa nãy thầy bấm nó được bằng 1 nhỉ? Thế mà sao vừa nãy thầy bấm được bằng 1? Thế mới dã man. Bằng 0,15 ạ. Đấy chưa? 0,15 mà nhân với 45, xin lỗi cả lớp nha, nhân 45 thì bằng bao nhiêu? 6,75 cơ mà. Sao lại có 1 ở đây được nhỉ? Bằng 6,75 ạ. Các bạn sửa giúp thầy nhá. Câu này phải bằng, câu 21 bằng 6,75. Đáp án đúng là đáp án B bò. Ok ạ. Ừ. Thank you nhá. Thank you bạn nhắc thầy nhá. Ừ. Không hiểu làm sao nhỉ? Vừa nay bấm máy tính kiểu gì mà tại sao ra vậy? Thế mới lạ. Mình tiếp tục ạ. Sang câu tiếp theo, câu số 27. 27 là số polymer thiên nhiên là gì? Đấy, số polymer thiên nhiên nào. À, các bạn cùng thể comment. Thực ra polymer thiên nhiên mình đọc tên phát là mình biết ngay. Đúng không? Polymer thiên nhiên thì polyethylene là không phải thiên nhiên. Tinh bột là thiên nhiên, xuất phát từ tự nhiên mà. Tơ tằm là thiên nhiên. Cellulose triacetate không phải thiên nhiên. Polybutadiene không phải thiên nhiên. Vậy trong này chúng ta chỉ có hai anh là polymer thiên nhiên thôi. Vậy suy ra đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A. À, ok chưa? Câu 28 ạ. Dùng khí CO để khử hoàn toàn FeO ở nhiệt độ cao để tạo thành Fe cộng với lại CO2. Mình tìm được số mol của Fe bằng 5,6 chia 5,6 bằng 0,1. Được chưa? Vậy ngay lập tức mình suy theo phương trình luôn, số mol FeO bằng 0,1. Vậy mình tìm được luôn khối lượng của FeO, nó chính bằng 0,1 nhân với lại phân tử khối bằng 72 thì bằng 7,2 gram. Được chưa? 7,2 gram, vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Dễ ợt.
nhỉ, bảo toàn nguyên tố Fe luôn cũng được. Ok. Câu 29 ạ. Đun nóng STE với bình NaOH đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được sản phẩm có chứa ancol. Lưu ý nhá, thu được sản phẩm có chứa ancol. Thì STE nào sau đây thỏa mãn tính chất của E? Thì để thu được một sản phẩm mà có ancol, vậy thì khi và chỉ khi là cái nhóm O này này không được đính vào carbon chứa nối đôi. Ví dụ anh này là đính carbon chứa nối đôi tạo thành anhydride. Đây, anh này đính vào carbon chứa nối đôi tạo thành anhydride. Anh này tạo thành anhydride là CH3CHO các em nhá. Anh này tạo thành anhydride là C2H5CHO các em nhá. Đấy, đây này, anh này không tạo thành anhydride này, để tạo thành CH2 nối đôi CH CH2OH. Được chưa? Vậy đáp án đúng ở đây câu 29 là đáp án D. Ok chưa? Đúng rồi, câu này rất hay gặp, chính xác. Hay lừa mà. Và các em rất dễ bị lừa. Câu 30 ạ. Số polymer tổng hợp trong dãy, thế mình phải nắm được nhỉ. Để mà nhớ polymer tổng hợp thì khó, chúng ta cần nhớ này. Thế nào là thiên nhiên thì mình đặt bọn thiên nhiên mình gạch được luôn. Cellulose là thiên nhiên, gạch luôn. Được chưa? Thứ hai là bọn nhân tạo hay còn được gọi là bán tổng hợp. Bán tổng hợp thì chỉ có gì thôi? Bán tổng hợp chỉ có visco và acetat thôi. Đấy, thiên nhiên loại bỏ cả tinh bột rồi. Vậy tổng hợp trong dãy là gồm có polyethylene. Đúng không? Nylon 6 này, nylon 6,6 này. Polybutadiene. Polypeptide này cũng là thiên nhiên nhé. Để tóc này. Móng này. Được chưa? Sừng này. Nhá, polypeptide cũng là thiên nhiên. Vậy tổng hợp mình chỉ có bao nhiêu anh thôi? Sorry, polypeptide là thiên nhiên thì phải là dấu gạch. 1 2 3 4 nhá, chúng ta có 4 polymer tổng hợp. Ok chưa? Vậy đáp án đúng ở đây của chúng ta câu 30 nó phải là đáp án B, các bạn nhớ nhá. Đấy, rất nhiều bạn hay sai câu này. Câu 31 ạ. Ở nhiệt độ thường ạ thì kim loại X không tan trong nước nhưng tan trong dung dịch kiềm. Không tan trong nước nhưng lại tan trong dung dịch kiềm. Thế mới căng. Canxi thì tan trong cả nước và cả kiềm. Đúng chưa? Magie là không tan trong nước nhưng cũng chẳng tan trong dung dịch kiềm. Natri là tan trong cả nước và cả dung dịch kiềm. Chỉ có nhôm là không tan trong nước, tại vì nó tạo thành lớp màng oxit bền bao bọc lấy nó. Được chưa? Và tan trong dung dịch kiềm. Tại sao? Tại vì đây, anh NaOH này cộng với anh nhôm này cộng với anh nước này để tạo thành anh NaAlO2 cộng với H2. Đáp án đúng đáp án C. Ok chưa? Câu 31, đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C nhá. Các bạn nhớ nhá. Câu số 32, một câu bài tập rất hay. Câu tại sao câu bài tập đấy rất hay? Bởi vì câu này nhiều bạn bị lừa. Nhiều bạn nghĩ là không làm được câu này nhưng mà thực ra câu này làm rất dễ. 26,8 gam hỗn hợp gồm KHCO3 này và NaHCO3 này tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 6,72 lít khí. Khí chúng ta là khí CO2. Muối, dung dịch muối là gồm có KCl này, NaCl này. Đề bài yêu cầu chúng ta là xác định khối lượng của dung dịch muối. Thế thì thực ra ấy, cái xác định này thì nó dễ lắm. Các em đặt ẩn giải hệ cũng được. Nhưng ở đây thì muốn hướng dẫn chúng ta một cách giải nhanh hơn. Được không ạ? Cách giải nhanh hơn chúng ta như thế này. Bây giờ số mol khí sinh ra là ở đây chỉ có CO2 thôi. Và số mol CO2 chúng ta bằng là 6,72 mà chia cho 2,4 thì bằng bao nhiêu các em? Bằng bao nhiêu? Bằng 0,3 đúng không? Bằng 0,3. Thì số mol nước bằng số mol CO2 cũng bằng 0,3. Được chưa? Tới đây thì bảo toàn nguyên tử nguyên tố hydro. Bảo toàn nguyên tố hydro thì có phải mình có hydro trong HCl là chỉ có một hydro thôi. Thì chính bằng hydro trong H2O. Trong H2O có 2 hydro. Vậy là nó bằng 0,6. Vậy hoàn toàn đến đây mình đi bảo toàn khối lượng là xong. Mình có này, khối lượng 26,8 gam ban đầu cộng khối lượng của HCl phản ứng. Thế thì khối lượng của HCl thì số mol HCl biết rồi, mình vừa tìm được bằng 0,6. Thì mình lấy là 0,6 nhân với lại 36,5 thì bằng M của muối cộng với lại M của CO2 cộng với M của nước. Đúng rồi, làm theo phương trình ion thì nhanh lắm. Nhưng đây là thầy muốn giảng kỹ cho những cái bạn mà không biết gì hay là nát vẫn hiểu được nhá. Còn cách làm nhanh thì bấm máy tính là ra đáp án luôn nhá. Bấm máy tính là ra đáp án luôn thì có công thức, tí thì hướng dẫn công thức. Vậy đến đây mình tìm được M muối này sẽ bằng này
26,8 cộng với 0,6 nhân 36,5 bằng 21,9. Trừ đi MCO2 là 0,3 nhân 44. Trừ đi M nước là 0,3 nhân 18 thì bằng 26,8 cộng 21,9 trừ 0,3 nhân 44 trừ 0,3 nhân 18 bằng bao nhiêu ạ? 30,1 gram, đáp án đúng đáp án C. Thì đây là cách mà thầy giảng để cho các bạn hiểu. Chứ còn cách giải nhanh thì mình có M muối clorua thì bằng M muối hydrocarbonate. Được chưa? Cộng với này. Cái gì vứt đi? Vứt đi cụm HCO3 trừ là trừ đi 61. Được chưa? Cộng gì vào? Cộng Cl trừ vào là cộng 35,5. Được chưa? Đấy. Và nhân với lại số mol CO2 này phải nhân với 2. Được chưa? Vậy là nhân với 0,6. Vậy đây mình sẽ có này, bằng này. M muối ban đầu là bằng 26,8. Được chưa? Bằng 26,8. Được chưa? Đây trừ đi 61. À đây phải trừ đi 61 là HCO3. À, cái gốc HCO3 này nó bị thay thế bởi gốc... Ở chỗ này như thì bấm máy tính nhầm hay sao nhỉ? M muối này 26,8 này. 26,8 cộng với lại tác dụng HCl mà. Thì tạo thành muối là muối KCl và NaCl. Được chưa? 26,8 cộng với lại 0,6 nhân 36,5. À, anh này là 0,3 thì anh này là 0,6. Đúng rồi. Thì phải là 0,6 nhân với. Đúng rồi, 0,6 nhân với. Chỗ này là nhầm ạ. Chỗ này là không phải là trừ đi HCO3 trừ là trừ 61. Đúng rồi. Cộng vào 35,5 thôi. Thì đây nó sẽ là 26,8. 26,8 cộng với 0,6 nhân 36,5 trừ đi 0,3 nhân 44 trừ đi 0,3 nhân 18. Kết quả bằng 30,1 gram. Được chưa? Thế ở đoạn này là M muối sau á thì là nó phải là trừ đi 61 cộng 35,5. Thì vậy là M muối clorua sẽ bằng 26,8 này. 26,8 cộng với, đây là cộng với bao nhiêu ạ? À, trừ 61 cộng 35,5 bằng nhân 0,6 bằng, ơ từ từ ạ, 26,8 cộng với 0,6 nhân mở ngoặc đơn trừ 61 cộng 35,5 bằng. Ô, chỗ này thì bị tính nhầm ở đây à? Chỗ này phải là xem nào. Trừ 61, đúng rồi. Tăng giảm khối lượng là trừ thằng này ra thì phải cộng thằng CL vào. Cộng thằng CL vào là 1 cộng với 60 là bằng 6. Ơ chỗ này thầy bị nhầm nhá. Ô. Chỗ này là không sử dụng công thức này được à? Tại sao không sử dụng công thức này được nhỉ? Vứt là vứt HCO3 trừ đi. Thêm là thêm CL trừ vào. Ô chỗ này ảo ấy. Chỗ này quá ảo luôn nhỉ. À thầy biết tại sao rồi. Thầy biết công thức này không ứng dụng được em ạ. Công thức này không ứng dụng được nhá. Mình làm được kiểu bảo toàn thôi, hoặc là phương trình ion thôi nhá. Câu 3 bạn. Số nguyên tử hiđro trong phân tử etin acetat. Etin acetat chúng ta là CH3 COO C2H5. Vậy số nguyên tử nhá. Vậy số nguyên tử carbon. Carbon thì là có 4, nhưng hiđro công thức phân tử của nó là C4H8O2. Đúng chưa? Vậy số hiđro ở bên trong này là mình có mấy? Có 8. Bề bỏ. Rất dễ. Đúng chưa? Câu 34, công thức của magie clorua. Các bạn sợ nhất cái việc gọi tên như này, đúng không ạ? Công thức của magie clorua là gì? Là MgCl2 nhá. Đáp án đúng là đáp án D. Ok chưa? 35. Kim loại sắt thì tan hết trong lượng dư dịch nào sau đây? Thì sắt thì nó sẽ bị thụ động trong H2O3 đặc nguội, H2O4 đặc nguội, đúng không? Vậy thì nó sẽ tan hết trong HCl các em nhá. Ok chưa? Câu 36 thì chất điện ly là không thể là benzen được, đúng không? Không thể là benzen được. Và cũng không thể là anconitilic được, không thể saccharose được, mà muối ăn là NaCl, đúng không? Vậy đáp án đúng là đáp án C. Đây là bộ đề 8 điểm nên những câu cuối nó lại không khó các em ạ. Được chưa? Đây là những cái câu bộ đề 8 điểm nên là những câu cuối không khó. Bộ đề trúng tủ cơ với bộ đề dự đoán của thầy thì mới đúng với cấu trúc của đề thi Trung học phổ thông quốc gia. Còn đây chỉ bộ đề 8 điểm thôi thì chúng ta chủ yếu luyện về lý thuyết, về những câu bài tập dễ thôi. Được chưa? Câu 37 này. Thí nghiệm nào sau đây có phản ứng hóa học xảy ra? Kim loại mạnh nó phải đẩy được kim loại yếu là khỏi dung dịch muối của nó. Vì vậy nên sắt không đẩy được kẽm. Đồng không đẩy được sắt, đồng không đẩy được magie. Đồng càng không đẩy được sắt. Đúng không ạ? Sorry ạ. Đồng không đẩy được sắt, nhưng mà đây có đồng tác dụng được với sắt dương 3 đấy ạ. Để tạo thành đồng dương 2
cộng với lại sắt dương 2. Vậy ý B là có phản ứng gì ra, còn D là không. Nhá. Ok. Câu 38. 38 anh em chọn đáp án gì ạ? À? 38 anh em phải comment đáp án này được. 38 mình cứ comment phứa đi. Các em nghĩ thế nào đúng thì nó đúng. Nhá, cứ comment xuống cái này xem nào, xong đó là thầy sửa cho. Được không? Còn nếu mà không comment mà sợ sai ấy, nhá, không comment mà sợ sai thì mới không bao giờ làm được. Cho các phát biểu sau. Số phát biểu đúng là cho thực vật cũng là một loại phân bón kali. Chính xác. Được không ạ? K2CO3 mà. Đun nóng nước cứng toàn phần thu được nước cứng vĩnh cửu. Căng nhỉ. Nước cứng toàn phần là có canxi này, magie này, HCO3 trừ này, Cl trừ hoặc SO42 trừ. Nếu mình đun nóng nó lên thì HCO3 trừ biến thành CO3 trừ, đúng không? Và CO2 bay lên thì nó sẽ làm kết tủa, vậy là biến mất thằng HCO3 trừ. Thì lúc đấy nó chỉ còn trong dịch còn canxi 2 cộng, magie 2 cộng, Cl trừ hoặc SO42 trừ thôi. Thì đúng, chính xác. Tới chợ đun nóng thì thu được nước cứng vĩnh cửu thật. Chính xác. Căng chưa? Cho phèn chua thì xuất hiện kết tủa và khí. Thì phèn chua nó là gồm có Al2 SO4 3 lần ngậm K2SO4, đúng không ạ? Ngậm 24 nước. Thế thì cho vào BaOH 2 lần thì mình chỉ thu được kết tủa BaSO4 thôi, chứ làm gì có khí. Đúng chưa? Nên sai là chỗ khí này. Ok chưa? Bôi dầu mỡ lên mặt kim loại giúp kim loại bị hạn chế ăn mòn, chính xác. Bởi vì đấy là một phương pháp gọi là cách ly kim loại với môi trường bị ăn mòn. Vì vậy nên chính xác. Vậy ở đây mình sẽ có A, B, D là đúng. Vì vậy nên đáp án đúng là đáp án D. Bạn nào khoanh lụi B là toang, A là toang, C là toang. Đấy. Hên xui nhờ. Các em hiểu không ạ? Các em có hiểu câu 38 chưa? Mình sang câu 39 nha. 39 các em chọn đáp án gì ạ? 39 ạ. Có bao nhiêu phát biểu đúng? Cho các phát biểu sau. Tơ cellulose acetate thì được sản xuất từ cellulose. Chính xác. Cellulose acetate thì được là cho thằng cellulose tác dụng với lại, cho thằng cellulose nó tác dụng với lại anhydride acetic nhé. Dầu dừa. Dầu dừa thì chủ yếu là triete của glycerol với acid béo không no. Ủa cái nào IQ nhỉ? Dầu dừa thì nó là chất béo lỏng. Lỏng thì phải là gốc acid béo không no, đúng rồi. Vậy chủ yếu là triete của glycerol với acid béo không no, chính xác. Alanin thì dễ tan trong nước và có nhiệt độ nóng chảy cao, chính xác. Bởi vì nó có đầu hai đầu nhóm COH và nhóm NH2. Và bọn này chủ yếu tồn tại trong dưới dạng tinh thể, trong dạng ion lưỡng cực. Và ion lưỡng cực thì chắc chắn dễ tan trong nước và nhiệt độ nóng chảy cao, nó giống như mì chính. Polymethylmethacrylate được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là sai, trùng hợp, có nối đôi CC. Dung dịch iốt làm hồ tinh bột chuyển sang màu xanh tím, chính xác. Vậy ở đây mình sẽ có số phát biểu đúng là gì ạ? Mấy ạ? 1, 2, 3, 4, 4 phát biểu đúng các em nhé. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B, bỏ 4 phát biểu đúng. Câu cuối cùng của buổi ngày hôm nay, câu thí nghiệm vận dụng cao mà các bạn sợ nhất. Các bạn rất hay sợ phần này đúng không? Thì hãy nghe thì nói về cái phần này cho chúng ta không bị sợ. Cho ống nghiệm lần lượt vài giọt dung dịch COS4 0,5% 1ml NaOH 10%. Gạn bỏ phần dung dịch dư giữ lấy kết tủa COH 2 lần, thêm vào đó 20ml dung dịch glucose, lắc nhẹ ống nghiệm. Ống nghiệm chuyển sang màu xanh lam khi nhỏ dung dịch glucose vào. Chính xác. Chính xác đấy. Trong thí nghiệm trên glucose bị khử, sai. Glucose không có bị khử hay bị ô xóa gì hết. Số xóa giữ nguyên. Trong thí nghiệm trên có thể thay dung dịch COS4 bằng dung dịch FeS4, sai. FeS4 không tạo phức với lại những anh có nhóm OH đa kể nên không thay thế được. Ống nghiệm sẽ chuyển thành màu đỏ gạch khi nhỏ dung dịch glucose vào, sai. Ống nghiệm sẽ chuyển sang màu đỏ gạch khi và chỉ khi nhỏ glucose vào, xong rồi đun nóng nhẹ ống nghiệm thì lúc đấy ống nghiệm mới chuyển sang màu đỏ gạch. Còn đây lắc nhẹ thì không có. Sau bước 3, trong ống nghiệm có chứa phức đồng CuC6H11O6 tất cả hai lần. Cái này chính xác. Phức đồng. Ok. Nó bị tách một nước ra bên ngoài. Nhá. Vậy mình sẽ có số phát biểu đúng là 1 và 2 phát biểu đúng. Các bạn nhớ chưa? Vậy đáp án đúng ở đây của chúng ta nó là đáp án A. Ok chưa? Đấy, và thầy đã hoàn thành chữa cho chúng ta
cái bộ 10 đề 8 điểm đề số 02 tại đây. Đấy chưa?